chào mọi người, xin chào quay trở lại với livestream của VTV Home Shopping. Không biết là bây giờ thì mọi người đang làm gì ha. Bây giờ thì cũng khoảng 1 phút. Số rất là đẹp, những con số người ơi. Nhưng mà trong ngày hôm nay sẽ có một cái dòng sản phẩm để cho mình đẹp hơn, tự tin hơn. Người ta nói là tốt gỗ thì hơn sơn đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay á, gỗ cũng tốt mà nước sơn cũng tốt luôn. Tại vì là mình đang có sẽ làm đẹp, nè. Uống vô là đẹp ra nha. Rồi còn có thêm những chiếc mặt nạ vô cùng độc đáo luôn. Và cái mức giá của nó đó thì sẽ khiến cho mình cảm thấy dễ thở hơn rất là nhiều. Vô Nguyễn. Mọi người ơi. Tại vì thật ra đây là hôm nay Diệu Ly nói là Diệu Ly sẽ bật mí cho những quyết bí quyết để cho da dáng đẹp và nhất là đón Tết hơn cách hơn quý vị. Mà Như Nguyễn thì sáng giờ toàn là than thở thôi, cho nên là phải để Diệu Ly mở đầu trước. Biết tại vì Như Nguyễn là chỉ còn có bao ngày nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái Tết ta đó mọi người. Đó, đúng không? Nghe xuyên xuyên hay trong lòng ta ghê ghê. Đó, thấy chưa? Ai cũng vậy hết trơn á. Mặt của Ly là cũng mọc lắm, không có được quá đỏ, không có kẻ trên mắt nữa. Nhưng mà mọi người biết không, là nếu như á, mà tại vì da của mình nó cũng hơi khỏe cho nên là mình làm như vậy được. Chứ còn bây giờ tụi mình là dẫn chương trình nè, xong rồi cái tụi mình da mà không có đẹp đi thì không có được đúng không? Cho nên là ví dụ như trong dịp Tết sắp tới, Tết sắp đến rồi mọi người ơi. Cái gì nhỉ? Tết đến rồi. Không, cái bài gì mà làm gì mà phải hốt đi. Bài gì ta? Ơi, các anh mình ơi. Làm gì mà phải hốt. Đó, mọi người ơi, đó. Cho nên là bây giờ đây thì mình phải làm sao tìm ra bí quyết đây. Bí quyết ngày hôm nay sẽ là một cái sản phẩm mà VTV Hyundai Home Shopping đưa. Dạ, bạn Thơ nói là tiếng bị vọng rồi chị ơi. À, tiếng vọng là tiếng của người ở đằng xa hát nhắc bài đó mọi người. Dạ, chào Hà Anh, chào Thúy Dương nha. Sản phẩm ngày hôm nay là một cái sản phẩm mà chúng ta cũng từng biết rồi, nhưng mà mọi người quá thích cho nên là hôm nay quay trở lại một lần nữa livestream để mang tới cho mọi người, đó chính là Young Collagen. Đây, cái này nếu như mà Ly nhớ không nhầm thì đã xuất hiện trên VTV Hyundai Home Shopping trong phần livestream là mấy lần rồi đó mọi đúng người. Đúng rồi. Có một lần, cái lần đầu là chị Tú Trinh cùng với lại là anh đại diện ở bên Young Collagen nè cũng chia sẻ với mọi người rồi. Lần tiếp theo thì chúng ta cũng gặp một lần rồi, bây giờ hình như là lần thứ ba đúng không? Đúng cho rồi. Nên là mọi người phải tranh thủ nha. Và đây là gì ạ? Young Collagen thứ nhất. Young là tuổi trẻ, là thanh xuân. Collagen có nghĩa sẽ là cung cấp collagen cho mình. Đây là dòng sản phẩm có GMP nha mọi người. Mà bây giờ có luôn cả tem nè. Tại sao hôm nay là VTV Hyundai lại bán lại cái sản phẩm này lần nữa trong cái livestream này? Tại vì là Tết đến nơi rồi đó, cho nên là chính xác. Cho nên là mình phải mua cái này về để làm gì? Để mình có thể làm đẹp. Đúng rồi. Làm đẹp từ bên trong chứ không phải là mình dùng phấn son quá nhiều và mình cứ đắp lên đó mọi người. Mình không có được đắp phấn son quá nhiều nha, mình không có được kẻ lông mi lông mày quá nhiều, rồi son môi, rồi bắt đầu là trang điểm là 5-7 lớp nha Nguyễn nha. Tại vì nhiều khi đi show, nhiều khi make up hoài cho nên là mình không có tự tin với cái làn da mộc của mình nữa, nên đúng là rồi. Phải nhờ vào phấn son để che đậy. Chứ nếu mà biết được cái bí quyết này sớm rồi cũng như là được Diệu Ly chia sẻ sớm thì đâu có mà phải vất vả mà tốn kém gì đâu. Cho nên là nếu vậy thì mọi người hãy cùng Như Nguyễn tham gia cái thử thách 10 ngày đón Tết này đi. Tại vì chỉ sau 10 ngày là chúng ta thấy sự thay đổi liền. Mà với những cái viên Young Collagen như thế này mình chỉ cần uống thôi. Mà nó dạng này là mọi người nhìn mọi người cũng biết liền đúng không mọi người? Dạng này là dạng sủi. Sủi thì lúc nào cũng dễ uống. Đó, và lại còn là hấp thụ nhanh nữa. Đó, và ngày hôm nay thì các chị em nào mà đang theo dõi chương trình đó, chắc chắn là những ai đã dùng qua Young Collagen thì đã rất là thích rồi. Mà những ai chưa dùng thì có thể thử ngay với 10 ngày trải nghiệm để thấy cái sự thay đổi nha. Và bây giờ nè, hãy nhìn nè. Tại sao nói là 10 ngày là tại vì trong một cái tuyếp như thế này nó sẽ có 10 viên sủi nha mọi người. Chính xác không Nguyễn? Đúng rồi. Đó, sẽ có 10 viên cho nên là chúng ta cứ mỗi ngày mình thưởng thức một viên như thế này. Đây là nói nôm na thì nó là viên sủi collagen đấy ạ. Trong này sẽ có 10 viên cho nên là từ bây giờ tới Tết đó mình làm đẹp là vừa cả nhà ơi.
viên sủi bổ sung collagen nha. Cái này nó không đơn thuần chỉ là vitamin C đâu, mà nó là viên sủi bổ sung collagen, Young Collagen đó mọi người, có luôn chứng nhận của là GMP nè đó. Cho nên mình yên tâm về cái nguồn gốc ha. Và Ly đang dùng ở đây là cái nước lạnh lạnh luôn á mọi người à. Nhưng mà mọi người thấy không, là nó sủi rất là từ từ, chậm chậm và vẫn sủi được trong nước lạnh một cách đều đặn nha. Tại vì sao? Vì cái chất lượng mà người ta làm nè. Chứ nếu như có những cái viên sủi á, là cái hàm lượng nó không có được cô đặc á mọi người. Khi mình bỏ vào á, là nó sủi hết lên luôn rất là nhanh. Nhưng mà cái viên Young Collagen này á, nó sẽ sủi từ 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 từ. Và bên trong này còn có chiết xuất từ lựu, cho nên cái mùi nó rất là thơm. Và ngoài ra hôm nay mình mua một cái này đúng không? Đúng. Mình được tặng một mặt nạ rất là xịn sò. Cái mặt nạ này nè, nó giống như là một cái món gì đó để chị em chúng mình có thể là ngồi và thư giãn luôn vậy đó. Chính xác luôn. Còn nếu như mà không mua cái này ha, mua mặt nạ đắp đi, cái này hay lắm. Đúng luôn mọi người. Đây là cái mặt nạ mà từ Hàn Quốc mua mọi người, của Selenos. Nó rất là đắt luôn đó quý vị. Nhưng mà hôm nay thì VTV Hyundai Home Shopping mang làm quà tặng cho quý vị luôn. Tức là sẽ tặng một cái mặt nạ ngẫu nhiên cho quý vị khi mà chúng ta mua Young Collagen như thế này nha. Với mức giá là 269.000. Còn nếu mà ai chỉ thích mặt nạ thôi, tức là chăm sóc từ bên trong cơ thể khỏe sẵn rồi, muốn chăm sóc bên ngoài nữa thì có thể dùng mặt nạ. Mặt nạ này rất là đặc biệt, nó sẽ có cái mặt nạ nén ở đây nè mọi người. Đây, đây là cái mặt nạ nén. Và ở bên trong á, mỗi cái đĩa tròn này nè, cái miếng tròn này lại là những cái tinh chất để mà chúng ta có thể là mình bắt đầu đổ vào cái mặt nạ và bắt đầu lấy ra để lên làn da của mình, chăm sóc cho làn da. Có 3 màu như thế này để mà quý vị có thể là chọn mua thành một set luôn. Một set mặt nạ như thế này cho những ai muốn chăm sóc da từ bên ngoài là 269.000. Với màu đen như thế này nè quý vị, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là cung cấp dưỡng chất, độ ẩm cho làn da nè. Còn với màu hồng này á mọi người ơi, màu hồng này sẽ giúp nâng cơ để làn da của mình lương trẻ như tuổi teen nha. Còn với màu trắng này thì sao ạ? Màu trắng này thì sẽ làm trắng da. Nhìn màu trắng là thấy trắng da rồi. Đó, ai mà không muốn là chăm sóc từ bên trong thì có thể chăm sóc từ bên ngoài. Mà ai muốn chăm sóc trọn vẹn toàn diện luôn á thì chúng ta có thể toàn diện luôn là hai đơn hàng, vừa có Young Collagen vừa có mặt nạ như thế này luôn nè mọi người. Còn ai mà mua Young Collagen thì sẽ được tặng quà nha, tặng một cái mặt nạ như vậy nha. Đúng rồi. Và ai muốn là Tết nay nè, đó, Tết nay là mình sẽ có thêm một cái túi để mà được mỹ phẩm á, thì hãy chia sẻ cái livestream này thật là nhiều nha. Thể lệ thì như thế này nè, là mọi người sẽ like và share livestream ở chế độ công khai, và chút xíu nữa thì đông người vào á, thì chúng ta sẽ có thêm cái mini game nữa, đó chính là trả lời câu hỏi. Mình sẽ có 4 cái túi như thế này nha mọi người, 4 cái túi rất là xinh luôn, chu choa trời ơi, không có bèo chứ mà bánh bèo nè. Bánh nãy vô là em thích cái túi này trước, đúng không? Xíu nhớ trả lời câu hỏi nha. Ok. Nhưng mà cái này á mọi người, cái này nè nó lại trong trong nữa, cho nên là đúng chuẩn chị em mình luôn đó. Kiểu là hả, vừa xinh xắn này nhưng mà vẫn rất là cá tính đúng không? Đó, cũng của là Young Collagen nha. Hôm nay mình có 4 chiếc túi này sẽ làm quà tặng. Và xíu nữa đó, 4 người nào mà chúng ta may mắn trả lời đúng câu hỏi nè, đúng thể lệ của chương trình nè, thì mình sẽ được tặng cái chiếc túi này rất là xinh. Đó, rất là xinh, rất là xịn sò ha. Đúng để rồi. Mỹ phẩm trong này nè, hoặc là để cả cái Young Collagen này vào trong này. Xong cái mình có cái liệu trình là 10 ngày tươi trẻ khỏe cùng với Young Collagen nha cả nhà. Đúng một rồi. Một tiếp là 10 viên. Đó, một tiếp là 10 viên mỗi ngày mình uống thôi. Mình uống khoảng hơn tuần đúng không? 10 đúng ngày rồi. Là mà tự nhiên là thay đổi. Chính xác, mỗi ngày một viên thôi. Tức là thay vì mình phải mình đúng uống nước lọc nè, rồi nhiều khi mình uống trà nè, mình nấu đậu xanh, đậu đen mình uống cho tốt da, hay là mình ép những cái loại nước ép detox thì nó cũng mất thời gian của mình. Thì đúng mình rồi. Chỉ cần là một viên này là bổ sung collagen luôn, thì mình nó sẽ giúp cho mình hỗ trợ trong cái quá trình làm đẹp da, để da mình săn chắc hơn và giảm đi cái quá trình lão hóa đúng không ạ? Ở đây thì chị Lê Kiều Lan có hỏi là viên sủi Young Collagen này làm đẹp da nhanh chóng. Thật ra đó chị, cái gì cũng không phải là tích tắc nháy mắt là được, hay là ngủ một giấc là đã thấy đẹp, mà nó sẽ cần một cái quá trình. Và quá trình ở đây là 10 ngày thay đổi. Mỗi ngày mình sẽ thấy cái làn da của mình á, nó bắt đầu có cái sự tiến triển. Đó, nó có cái sự cải thiện tốt hơn. Đó, và sau 10 ngày là mình sẽ thấy được cái độ tươi trẻ. Đó, tự tin để mặt mọc luôn. Khoe một cái gương mặt đầy sức sống luôn. Chính xác luôn. Quà là mình có tới 5 phần luôn, 5 cái túi luôn á. Có bạn Thơ nói là đợi chị tặng cho em một chiếc túi thiệt là xinh. Ôi em ơi, vậy thì em phải xem cái livestream này nha, để mà mình nắm được thông tin á. Xong rồi tí nữa là mình sẽ trả lời câu hỏi. Mình sẽ trả lời câu hỏi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ nhìn vào cái chiếu chỉ này nè, để xem á, là về cái viên sủi Young Collagen của mình. Ok, bây giờ mình tới với lại tiết mục là gì? Là nói về cái thành phần, cái thành phần trong viên sủi Young Collagen ha. Ở đây thì chúng ta có nhân vật trải nghiệm luôn, đó chính là Như Nguyễn. Tại vì là Như Nguyễn thì cũng đã trải nghiệm rồi, trải nghiệm sản phẩm này rồi. Nhưng mà trước khi nghe chia sẻ của Như Nguyễn đó, thì chúng ta sẽ đến với một đoạn video clip nha. Đừng rời bỏ livestream nha.
xem cái đoạn này đi, chút xíu nữa trả lời câu hỏi đúng là sẽ có quà. Rồi nghe Như Nguyễn chia sẻ nữa nha mọi người. Cần dùng tới nhiều loại mỹ phẩm để mà chăm sóc hay che đậy. Hơn 20.000 khách hàng tin dùng luôn rồi. Đó, và rất là nhiều lần mà chúng ta đã được thấy trên VTV Hyundai thì lần nào bán cũng chạy hết. Mà hôm nay còn có quà nữa mọi người. Tức là mua một tiếp như vậy đúng không chị Ly? Thì đúng sẽ rồi. Được tặng một cái mặt nạ. Mà cái mặt nạ này á là trị giá là 89.000 nha mọi người. Riêng cái mặt nạ này nè là gần cả 100.000 cho một cái. Tại vì nó rất là hay. Có nghĩa là sao? Nó có phần dưỡng chất để riêng. Và cái mặt nạ nén là cái viên này nè là để riêng luôn. Mà bình thường á là cái tuyếp collagen này nè mọi người. Cái viên sủi bổ sung collagen này nè. Đây viên sủi ha. Mọi người thấy không? Bắt đầu nó ra cái màu ở đây nè. Cái màu tự nhiên nha. Từ trái lựu á, xíu nữa Ly sẽ chia sẻ về cái thành phần bên trong cùng với mọi người. Nhưng mà để Ly nói về cái giá đi. Bình thường cái tuyếp này là 299.000 đồng, có nghĩa là gần 300.000, không có quà tặng. Nhưng trong livestream này free ship 63 tỉnh thành Việt Nam luôn. Mình sẽ có gì đây? Giảm giá chỉ còn có 269.000 thôi nha. Đừng có mua collagen mà 100 xong rồi 50.000 xong rồi về nói collagen nha mọi người, không có đâu. Collagen hàm lượng cao, 10 viên sủi bổ sung collagen bên trong này. Giá bình thường 299, trong livestream này 269 và tặng thêm nữa nè. Tết đến nơi rồi, tặng thêm cho quý vị là cái gì đây? Một cái mặt nạ quý vị. Mặt nạ này là gần cả 100.000 đó quý vị, rồi. Gần cả 100.000. Nhưng mà hôm nay quý vị ơi, nếu mà quý vị có thể lựa chọn Young Collagen để bổ sung cho cơ thể của mình thì tự tặng ngay cái mặt nạ này, không cần phân vân phải chi tiền trăm để mua mặt nạ nữa. Còn nếu mà ai rất thích mặt nạ Selenos đã xài qua đã thích rồi á thì có thể là đặt mua. Ở đây VTV Hyundai cũng giao hàng luôn, là một set 3 cái như thế này. Quý vị có thể chọn ngẫu nhiên đen không nè để mà chúng ta có thể dưỡng ẩm, hay là hồng không để nâng cơ, hoặc là màu trắng như thế này để mà làm trắng da của mình. Còn nếu không mình có thể mix lại luôn cả ba loại thì một set như thế này là 269.000. Ở ngoài mà mình đi mua đơn giá là nó phải tầm khoảng gần 100.000, chỉ 90 mấy ngàn á. Nhưng mà mua một set hôm nay thì là 269.000 ha. Còn nếu mà ai muốn dùng thử thôi thì cứ mua Young Collagen sẽ được tặng một cái ngẫu nhiên để mình dùng thử để biết là mặt nạ nén nó như thế nào, đặc biệt nó ra sao nha. Mọi người ơi, có nghĩa là mình sẽ có là hai lựa chọn đó, lựa chọn nào cũng sẽ free ship nha. Hoặc là ba miếng mặt nạ này á, thì thay vì 300.000 thì bây giờ cũng chỉ còn có 269.000 thôi. Hoặc là Young Collagen là bình thường cũng gần 300.000 thì bây giờ cũng là 269.000 đồng, nhưng mà đúng tặng thêm nữa là mặt nạ này. Cho nên á, Ly nghĩ là nếu như là Ly thì Ly sẽ chốt đơn cái này nè, tại vì á là trong uống rồi ngoài cũng dưỡng da luôn, rồi mình trải nghiệm thêm nữa đúng không? Ai mà rành rồi á mà biết về cái dòng mặt nạ kiểu như thế này rồi thì lấy cái đơn này đi đó. Rồi được thêm nữa lấy thêm cái đơn này. Còn ai mà ngày hôm nay thấy đang còn lạ lạ đó, lấy cái đơn này giúp Diệu Ly nè. Vì mình sẽ có là gì? Mình có viên sủi ha, bổ sung collagen nha. Xong rồi mình còn được tặng thêm cái mặt nạ này. Bình thường cái mặt nạ 100.000 ai tặng cho mọi người. Hôm nay nè, mặt nạ này nè, thay vì 100.000 hoặc là mua chính hãng cũng 89.000 đi. Tặng cho mọi người, tặng rất là xịn chứ không phải tặng cái mặt nạ mà 5.000, 10.000 đúng không? Cho nên là tranh thủ nha cả nhà. Thành phần có vẻ rất là an toàn, đẹp da sau 10 ngày sử dụng à, tốt thế. Đúng rồi, nhưng mà nhớ là trong 10 ngày đó đó mình hạn chế rượu, bia, thuốc lá ha. Tâm tư mình vui vẻ thoải mái nha cả nhà. Với lại khi mà mình uống á thì mình cũng nên uống nhiều collagen để làm gì? Tại vì cái này á là nó có được cái viên nén, thì mọi người biết là cái dưỡng chất nó sẽ được nén cô đặc lại. Cho nên là mình uống cái này vào mình bổ sung thêm nhiều nước mọi người nha. Hoặc là giống Nguyễn á, là Nguyễn có thể là pha cùng với lại là nhiều nước luôn. Đây mọi người xem nè, đã nó sủi lên rất là từ từ, rất là từ từ. Sau 10 ngày là sẽ đẹp như Diệu Ly đó mọi người. Dạ, ở trên fanpage, ở trên livestream thì có nhiều bạn hỏi là ở cái viên sủi này sau bao nhiêu ngày thì mình sẽ thấy được cái hiệu quả. Thì sau 10 ngày là bạn thấy làn da của mình được cải thiện, mình sẽ cảm nhận được rõ nét khi mà chạm vào làn da của mình. Đó, mình cũng sẽ cảm nhận được rất là rõ rệt luôn qua từng cái cảm giác là cái phần cơ mặt của mình nè, nếp nhăn nè. Đó, mình sẽ thấy được cải thiện từ từ mọi người ơi. Và bên cạnh
đó đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái thần thái của mình đó mọi người, cái khí của mình, cái sắc của mình đó, nó cũng sẽ bắt đầu là trở nên là đẹp hơn đây. Và bên cạnh đó đó mọi người, thì cũng có nhiều người hỏi là sử dụng được cho mọi loại da không, thì thật ra nó là viên sủi mọi người ạ, mình uống vào mà, cho nên nó đâu có sợ là bị phân biệt da là hỗn hợp da dầu, da khô hay là da như thế nào đâu, da nhạy cảm chẳng hạn, tại vì mình uống ở bên trong, nó tác động từ bên trong để nó tác ra bên ngoài. Đúng rồi, tác động vô bên trong và nó sẽ tác ra bên ngoài đó. Cho nên là mọi người để ý nha, một tuyếp này bao nhiêu viên? 10 viên. Cho nên là mình hiểu nôm na là chỉ cần đơn giản một cái tuyếp như thế này thôi, nhưng mà mình có một cái liệu trình 10 ngày. Bây giờ mọi người đi làm đẹp đi, hoặc là Ly thấy là có nhiều người là mình sẽ hay uống những cái nước để mà cho đẹp da rồi này kia các kiểu đó. Ly thấy mà nếu như mình mua cái liệu trình 10 ngày nha, cái giá rất là cao. Ly từng uống một cái liệu trình đó mọi người, cũng là nước này nước kia cũng nhiều lắm, mà 10 ngày thì cái giá khoảng đâu là 2 triệu mấy, là gần 3 triệu. Có nghĩa là một ngày đã là 300 ngàn rồi. Đúng rồi. Thì người ta cũng sẽ xay rau củ thôi. Thì nếu mà được mọi người uống cái đó cũng tốt, bổ sung thêm. Dạ. Nhưng mà Ly khuyến khích là ai mà có điều kiện mình làm ở nhà đi, tự cho nó nhanh luôn. Gọn lẹ. Tại vì bên ngoài người ta còn có dịch vụ nè, mặt bằng nè, nhân viên nè, cái giá nó cao cũng đúng thôi. Dạ. Nhưng mà ngoài ra giúp Ly thêm một cái là mình chốt một cái đơn của Young Collagen đi. Tại vì cái này á là nó sẽ có những cái dưỡng chất cô đặc lại thành dạng viên nén. Và khi mọi người để ý nha, vì nó rất là cô đặc cho nên nó sẽ tan ra một cách từ từ đó mọi người thấy không, chứ còn nãy giờ á Nguyễn chia sẻ xong rồi ha, nó chưa tan hết luôn á, tại dạ. vì nó rất là cô đặc chính thành xác. Ra là cái giá này đang rất tốt, kể cả ngày hôm nay không giảm giá, mà bình thường cái này là 299 ngàn thì giá nó cũng rất là tốt so với cái giá trị của nó luôn, rất phù hợp với lại thị trường Việt Nam mình. Còn hôm nay á mình có giảm giá rồi ha, 269 ngàn thôi, được tặng thêm cái mặt nạ cũng rất là xịn sò nè, cái mặt nạ gần cả 100 ngàn, bình thường ai tặng mình đâu, hôm nay tặng luôn nha. Bên trong này á, nó sẽ có cái gì? Khi mà tan ra từ từ á, mọi người thấy nó sẽ rất là thơm. Thơm tới mức mà Ly uống một miếng mà bây giờ Ly chảy nước miếng hoài nè. Ly không có dám uống hết luôn, biết tại sao không? Sợ uống xong rồi thèm. Tại vì một ngày một viên thôi. Đúng rồi, dạ. nó rất là thơm. Dạ. Rồi, tại sao? Chia sẻ đi. Người phụ nữ ok, đúng rồi, người phụ nữ là con người. Dạ, tại vì á, lúc mà Diệu Ly chia sẻ, đó là như Nguyễn coi Tú Trinh nè, coi luôn cả đại diện của nhãn hàng Young Collagen nữa, và Diệu Ly chia sẻ thì như Nguyễn có về dùng thử. Thì lần đó đó là như Nguyễn không có mua một đâu, mà mua tới 3 tuyếp lận mọi người. Đó, tại vì thấy là mình cũng nên chăm sóc làn da mình thường xuyên, chứ đâu chỉ 10 ngày là mình ngưng đâu, đúng không? Đó, thì khi đó mình sẽ thưởng thức vào, đầu tiên là cái hương vị của lựu, mà giống như hồi nãy người Diệu Ly có chia sẻ là có trái lựu nè. Nhưng mà bên cạnh đó mọi người sẽ cảm nhận được là có trái măng cụt và cả trái việt quất nữa, là thành phần của Young Collagen ngày hôm nay đó mọi người. Và bên cạnh đó thì Young Collagen đó không chỉ là cung cấp cho quý vị đó chính là những cái thành phần mà cụ thể để bổ sung collagen cho chúng ta như là collagen peptide, mà còn có nữa đó chính là vitamin, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B5 và B6, những cái loại vitamin tốt cho làn da của mình để cho mình tăng sức đề kháng cho từng cái tế bào da luôn. Dạ. Yeah. Nghe nói hay quá. Chúc một đơn nha. Một đơn luôn đó. Rồi. Mọi người ơi, hãy inbox cho VTV Hyundai để chúng ta để lại cái số điện thoại nha. Mọi người không cần phải để số điện thoại trong livestream này đâu, mất công mình bị lộ cái thông tin khách hàng á. Cho nên mọi người có thể inbox cho VTV Hyundai. Đó, đây. 299 giảm giá còn 269, tặng thêm một chiếc mặt nạ rất xịn sò. Đây mà thành phần an toàn đó mọi người, thành phần an toàn nên mình uống mà mình không có lo lắng đó, tại vì mình thấy là toàn là chiết xuất của trái cây vitamin thôi à, trái lựu nè, trái măng cụt nè, rồi còn có thêm nữa là trái việt quất nữa, là chiết xuất của ba loại trái cây và có thêm vitamin C nè, E nè đó, rồi có B1, B5, B6. Mọi người nhiều khi sẽ nghĩ là ồ, nhiều khi á là mình ăn trái cây thôi là đã bổ sung vitamin C, nhưng mà thật ra cái lượng trái cây mình ăn liệu nó có đủ cái lượng vitamin C mình cần hay chưa? Đúng rồi, đó. Chính xác. Rồi làm sao mà chính xác rồi rồi làm sao mà kiểu như là mình có thể là mình tự tiêu hóa hết được, mình tự trao đổi chất hết được. Bây giờ cái này nè, tại sao nó cô đặc, và khi mà mình uống vào ở dạng nước á, nó thẩm thấu vào trong cơ thể của mình rất là nhanh mọi người. Chứ bây giờ ví dụ như mọi người cũng nói là trong này nó có gì, nó có măng cụt, nó có việt quất đúng không, tôi ăn măng cụt, tôi ăn việt quất, tôi ăn lựu. Mọi người ơi, nhiều khi mình ăn nhiều nhưng mà chưa chắc mình đã hấp thu được hết đâu, cho nên á là mọi người để ý, nếu như mình muốn đẹp khỏe sau 10 ngày ha, đó, 10 ngày sắp đóng Tết rồi thì mình hãy tranh thủ nha. Còn bây giờ tiếp tục đến với một chiếc video clip mọi người nha. Đó, mọi người đang thấy nè, viên sủi tăng sinh collagen, Young Collagen. Đó, tức là nó hỗ trợ collagen cho cơ thể của mình và nó giúp cho cái làn da của mình á chủ động tái tạo cái collagen nữa mọi người. Cái điều này nó rất là quan trọng. Tại vì nhiều người á, mình cứ nói cái collagen á, quý vị biết không, là hơn 20.000 khách hàng đã tin dùng cái sản phẩm này rồi. Thử nghĩ đi ạ, 20.000 khách hàng chứ không phải là 20 hay là 200 khách hàng.
hàng nha quý vị. Tại sao người ta dùng như vậy ạ? Tại vì cái này nó có hiệu quả ha. Và cái này đang bán ở thị trường Singapore và Thái Lan luôn. Quý vị thấy là cái chương trình đầu tiên đó là có luôn cả đại diện của Young Collagen cũng xuất hiện tại VTV Today Home Shopping. Cho nên là mình yên tâm nha. Nói về thành phần thì để Nguyễn nói đi cho nó xác thực lên nha. Dạ, mọi người thấy cái hình ảnh hồi nãy quen không ạ? Khi mà chị Tú Trinh gặp gỡ đại diện nhãn hàng là cũng không gian này luôn mọi người. Cũng là cái background này luôn. Hôm nay VTV Today cùng với Như Nguyễn và Diệu Ly xuất hiện lại một lần nữa với Young Collagen để mang cho quý vị một cái sản phẩm mà có thành phần an toàn tuyệt đối. Tại sao nói an toàn? Tại vì nó từ trái cây thôi, chiết xuất từ Việt Quốc nè, từ măng cụt nè, từ trái lựu nữa. Và bên cạnh đó thì còn có các loại vitamin C, E, B1, B5, B6 để mà chúng ta có thể là mang tới một cái sản phẩm an toàn. Đã quý vị thấy không? Hơn 1.000 viên Young Collagen được tiêu thụ mỗi ngày quý vị nha. Đây là những cái chia sẻ của các khách hàng luôn á, và cả anh cái giấy chứng nhận về sản phẩm nữa để cho quý vị an tâm nha. Cực kỳ an tâm luôn đó. Tại vì cái dòng sản phẩm mà nói tới collagen á mọi người, không phải là cứ nói là collagen tốt lắm, uống đi là xong mọi người ơi. Dạ không. Và nếu như ai mà để ý thì thật ra là những cái chế phẩm mà người ta nói là có collagen trong đó nó rất nhiều. Ví dụ như là dạng viên uống nè, ví dụ như là mỹ phẩm mặt nạ rồi mình bôi lên trên da nè. Nhưng mà cái chế phẩm mà là dạng viên nén như thế này ha, dạ, nhìn cái hộp của nó thì mình thấy rất là quen thuộc với lại ký ức tuổi thơ luôn. Nó giống cái hộp vitamin C đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này á, là nó là viên sủi bổ sung collagen, là một cái cách thức truyền đạt rất là hay mà Young Collagen đem tới cho chúng ta. Có nghĩa là sao? Nó dạng viên sủi và mình bỏ vào nước và nó sủi từ từ ra. Như vậy thứ nhất là dễ bảo quản, dễ đem đi. Thứ hai là đánh đúng cái tâm lý người tiêu dùng. Có nghĩa là sao? Chỉ cần bỏ vào cái túi xách thôi. Đây, bỏ vào cái túi xách nè, đi đâu cũng được ha. Xong rồi á, cái mỗi ngày mình hạn chế mình quên. Chứ nhiều khi mình mua những cái liệu trình á, mình đi tập mình còn quên, chứ đừng có nói là những cái mà nó rắc rối và nó phức tạp đúng không? Rồi. Chỉ cần một chai nước thôi, vậy là xong rồi. Chính xác. Thơm, ngon, dễ uống. Dạng nước khi mà nó tan ra như thế này nè, rất dễ hấp thụ vào trong cơ thể của mình. 10 ngày làm đẹp, 10 viên liệu trình 10 ngày. Đó, đây ha. Dạ. Mà cái màu nước nó cũng dễ thương mọi người ha, hồng hồng nhẹ nhẹ. Mà mọi người ơi, thấy Diệu Ly nói đem theo rất là tiện. Thì Như Nguyễn cũng thấy nè, có cái tiếp này nhiều khi mình cũng không cần mà có cái tiếp xê sủi đâu. Tại vì mọi người hay là quen là mỗi ngày sẽ uống ve sủi, xê sủi á để bổ sung đề kháng. Thì trong này đã có vitamin C rồi. Rồi còn có luôn nữa là cả E nữa. E là một cái loại vitamin tốt cho da lắm đúng luôn. Rồi. Nhưng mà mình ăn thực phẩm thì nhiều khi cái lượng vitamin E mình hấp thụ vào nó không nhiều đâu mọi người. Rồi cả là B1, B5, B6 cho da của mình không có bị sần sùi, tróc vảy, bị lột da hay là để lại những cái nếp nhăn hằn. Ai mà bị cái râu rồng như vậy nè thì rất là mất tự tin đúng không? Cười lên á, cho nên là mình sẽ cần phải bổ sung cho da của mình. Mà bổ sung như thế nào? Cho da của mình được tăng sinh collagen lên đi. Chứ nhiều khi ở cái độ tuổi mà 20, 25 xong rồi á là không có tăng collagen được đâu. Mà cái này không chỉ các chị đâu mà các anh nữa, các anh thích lắm. Các anh cũng dùng luôn tại vì các anh cũng muốn là có một cái độ tươi trẻ bảnh bao như thế này nè mọi người. Đúng rồi mọi người ơi, tại vì là nhiều khi các anh không lẽ nhiều khi cứ nói là thôi đàn ông như vậy cho nó đàn ông. Ủa mọi người, da trắng rồi đẹp trai thì không lẽ không phải đúng không? Cho nên là dù cho mình có là đàn ông, phụ nữ hay là như thế nào đi chăng nữa thì thật sự là Ly thấy là cái thần thái đẹp á, lúc nào ai cũng mong muốn tới hết á. Ai cũng mong muốn tới hết á. Chứ không phải là nhiều khi, ví dụ như kể cả là nhiều khi mình làm nghề của mình á, mà ví dụ như mình cần xuất hiện được cái hình ảnh đi, rồi bây giờ nhìn vô cái làn da của mình nó khô, nó sạm rồi sao đi quay mỹ phẩm, đúng không mọi người? Hoặc là cái làn da của mình á, lúc nào mình cũng phải make up rất là nhiều, rồi mình đang dẫn chương trình mà ví dụ như là vào bếp cùng bạn đi, rồi cái đồ ăn nóng nó lên rồi chảy hết xuống, rồi da của mình nó chảy xệ ra, rồi mọi người thấy nó có nguy hiểm không? Chưa kể là các cô các chị nhiều khi ở nhà đó, tay xách nách mang rồi con cái đùm đề nữa, thời gian đâu chăm sóc cho bản thân mình. Thành ra là sắp đến Tết rồi, lấy cái này nha mọi người nha. Trong viên sủi này có nhiều collagen hả chị? Thở ra là đã hát liền à mọi người. Trong viên sủi này đó mọi người, thì nó có 1000mg collagen peptide luôn. Để mà các chị em của mình thấy nè, khi mà mình càng lúc mà mỗi mùa xuân sang, bản thân chúng ta lại thêm một tuổi. Dạ, rồi chứ không chỉ riêng gì mẹ mình hay cô mình gì mình đâu, mà bản thân chúng ta nữa. Thì mấy chị thấy là lúc đó là da mình nó kém đàn hồi hơn hẳn cái hồi trẻ, bún ra sữa đúng không? Rồi da của mình lúc đó nó cũng dễ chảy xệ, nó hay có những cái nếp nhăn. Cười giống nhỏ nào mới cười đó. Nó cũng nhỏ để lại nhỏ miệng, nhỏ quen vậy không biết. Ủa vậy hả? Đó, thế nào là mấy bạn đó mới cười là rất có nhiều nếp nhăn lắm. Cho nên là mình cười nhiều, mình tươi, mình vui, nhưng mà mình cũng phải để ý cái làn da của mình một chút. Cười nhiều quá, tươi quá, hớn hở quá, nhiều khi nó để lại chân chim. Thôi thì bổ sung collagen để cho hạn chế cái chân chim đó nha. Rồi, nói chung là cái chân chim, cho nên là mọi người yên tâm nha. Chân chim. Và
cái này á là ở đây có cái thông tin như thế nào Lê sẽ chia sẻ với mọi người nè. Collagen peptic luôn nha mọi người. Collagen peptide đó, nhiều người đọc là peptic peptide đó mọi người. Dạ. Là nó 1000mg luôn, có nghĩa là rất là cao, nó tương đương với những cái dòng chế phẩm khác thậm chí cao hơn luôn nè. Rồi thêm nữa là vitamin C, vitamin E, acid hyaluronic, cái này là cấp ẩm, giữ ẩm rất là tốt ha. Rồi có thêm nữa là L-glutathione nè, cái này nó cũng có trong những cái chế phẩm mà làm đẹp á, an toàn khi mình sử dụng nè, giúp cho da của mình nó căng mịn và đàn hồi hơn. Chiết xuất lựu, chiết xuất việt quất này, chiết xuất măng cụt nè, vitamin B1 nè, vitamin B6 và vitamin B5 đó. Mọi người thấy không, cái màu hồng này là màu hồng tự nhiên tại vì nó có chiết xuất từ lựu, việt quất và măng cụt. Mà mọi người thấy là ba cái trái cây đó thì khi mà ra cái màu tự nhiên của nó sẽ có cái hồng bắt theo như thế này nè. Đó cho nên là mình để ý ha. Đây, mình uống một viên một ngày, người lớn mình uống một viên một ngày là ok mọi người nhé. Liệu trình làm đẹp 10 ngày cùng 10 ngày. Collagen. Dạ, em thấy là chị Minh Lan hỏi là da bị nám uống nguyên sủi này có cải thiện cơ được không? Tốt, chị ơi. Rồi chị Thanh Hằng hỏi là mình bị tàn nhang không biết phải uống mấy tiếp mới hiệu quả. Chắc là em nhờ VTV Hyundai mở luôn một cái đoạn mà chúng ta ghi nhận lại những cái tin nhắn chia sẻ của các khách hàng. Tại vì có rất là nhiều khách hàng đã sử dụng rồi. Mọi người hình dung một ngày là phải hơn 1000 viên dân collagen được tiêu thụ, mà đã có hơn 20.000 khách hàng sử dụng cái sản phẩm này rồi và chia sẻ lại cho VTV Hyundai về việc là ôi em ơi, chị uống một tiếp mà chị thấy da chị căng lên, ôi em ơi, chị dùng mới tới tiếp thứ hai thôi là da chị đã giảm thâm rồi, không có còn nám nữa. Cái này không phải là như Nguyễn và Diệu Ly nói không đâu, mà các chị em phụ nữ của chúng ta cũng thường hay nói. Tại vì các chị em phụ nữ mình là mỗi ngày phải tiếp xúc với rất là nhiều khói bụi nè, không khí ô nhiễm nè, nắng nè, rồi chưa kể là nấu ăn nữa, trong cái không gian bếp nóng bức, rồi ngồi trong môi trường mà máy lạnh điều hòa đó mọi người, nó vừa khô nó vừa lạnh nữa, nó vừa làm cho làn da của chúng ta bị ảnh hưởng. Thì mọi người sẽ thấy là chúng ta cần cấp ẩm đúng không? Không ngờ luôn là trong cái viên dân collagen này lại có acid hyaluronic mọi người ơi. Wow, hết hồn. Và bên cạnh đó còn có chiết xuất của các loại trái cây, vitamin nữa. Và các chị em đã chia sẻ rồi là tàn nhang nè, những cái đốm mà sậm màu trên da đó nó cũng bắt đầu là được cải thiện. Đó, rồi những cái phần mà bị nám cũng được cải thiện luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta bổ sung từ bên trong với những thành phần an toàn tuyệt đối luôn quý vị. Đó, chiết xuất từ trái cây, từ những thành phần khoáng chất. Đó, bổ sung vitamin cho mọi người nha. À, lựu nè, rồi việt quất nè, rồi còn có cả nữa là măng cụt nữa đấy mọi người. Ui, có cả măng cụt nữa mọi người ơi, cho nên là hơn 1000 viên dòng collagen đã được tiêu thụ mỗi ngày đấy ạ. Chồng mọi người, đấy. Ở dễ uống không ạ chị? Dễ uống lắm em. Chị uống collagen thế nào ạ? À? Đó, bữa giờ uống thấy da thế nào rồi chị ơi? Đó. Ok em nghe, cháu nghe nè. Đó, da đã bớt thâm hơn em nè, uống được lắm. Wow, quý vị thấy không ạ? Và điều này không chỉ là khách hàng mà có luôn cả là giấy tờ đảm bảo cái thông tin cho mình. Kết quả thử nghiệm nè quý vị ơi, thông tin ra làm sao như thế nào mình yên tâm hơn. Và rất rất nhiều những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay của Young Collagen. Viên sủi tăng sinh collagen trẻ hóa làn da. Ba nhóm thành phần là gì ạ? Thứ nhất, chiết xuất sinh học nè, collagen peptic ha, và những cái dưỡng chất hồi nãy Diệu Ly có nói tới đó. Rồi chiết xuất trái cây nữa quý vị, rồi kể cả là tổ hợp các vitamin nữa. Thứ nhất, cấp ẩm cho làn da của mình nó căng mịn hơn, làm sáng da, mờ, thâm nám và tàn nhang nha. Chưa kể là mình sử dụng về lâu về dài á, quý vị biết là mình khỏe ở bên trong cơ thể của mình, đẹp ra ngoài làn da của mình. Và chính vì như vậy á, cái giá thành của nó là bao nhiêu? 299.000 đồng trong 10 viên, một tiếp bao gồm 10 viên. Nhưng trong ngày hôm nay mình đang có giảm giá ạ, chứng nhận là mình có đầy đủ hết quý vị. Không đơn giản á mà xuất hiện trong livestream của VTV Hyundai để mà gọi là phát sóng như thế này đâu. Cho nên quý vị biết đó là sản phẩm đạt tiêu chuẩn vì sức khỏe của cộng đồng rồi. Và đặc biệt luôn ạ, nếu như quý vị thấy có rất là nhiều các livestream, mỗi ngày mình xem là nhiều livestream lắm, nhưng mà ở VTV Hyundai có thể là trong livestream có những cái giây phút vui vẻ, thoải mái, hài hước, thư giãn tới cỡ nào đi chăng nữa, nhưng có một điều chúng tôi rất nghiêm túc, đó là gì? Những dòng sản phẩm khi xuất hiện trong livestream của VTV Hyundai thì cũng phải trải qua nhiều cái thông tin kiểm duyệt, giống như là chúng tôi làm chương trình trên TV vậy đó, chứ không phải là cứ gặp cái gì là bán cái đó. Chị Lê Vi nha. Chị Lê Vi, xin chào chị Lê Vi. Lê Vi, wow, Lê Vi ơi, Lê Vi lại tiếp tục sử dụng dân collagen nữa phải không? Rồi, uống cho Lê Vi là một người uống rất là nhiều. Mà chị ơi, hôm nay mua một cái hộp như vậy nè là được tặng một cái mặt nạ luôn á chị. Dạ, hồng hồng này cho giống chị nè. Hôm nay là tặng ngẫu nhiên nha mọi người. Đây là mặt nạ mà chúng ta hồng sử dụng là mặt nạ nén. À. Dạ, đây. À, và bên cạnh đó đó mọi người, thì mọi người có thể là không chỉ là có quà tặng là những chiếc mặt nạ này đâu, mà mọi người có thể là tự mua mặt nạ cho mình luôn. Đây, với ba màu mình có thể chọn một cái set riêng từng màu, hoặc là
mix lại luôn một set ba màu như thế này để mình có mặt nạ vừa dưỡng trắng, mặt nạ nâng cơ, mặt nạ dưỡng ẩm nữa mọi người, cấp ẩm rồi cho làn da nữa. Chị hỏi là thấy da tôi đẹp không? Dạ da chị đẹp chứ chị, em chúc cho cái tính cách của chị cũng đẹp như làn da của chị nha. Không cần hiệu ứng luôn, em cười cho. Dạ, tại vì chị uống nhân collagen đó mọi người. Nhưng mà mọi người ơi, nhiều khi á, mọi người uống rồi, mọi người đừng có chủ quan nha. Tức là mọi người nghĩ là ô, uống cái này 10 ngày là đẹp. Nhưng mà mọi người phải để ý uống cái này, uống cái này buổi sáng ha mọi người ha, đầu ngày xong cái bắt đầu mọi người chưa đi ăn đồ ăn nhanh, chiều đi ăn đồ nướng, ăn đồ chiên, ăn đồ xào, ăn nhiều vô dầu mỡ vô thì nó cũng ảnh hưởng tới làn da nữa nha. Mọi người phải có một cái chế độ ăn uống khoa học một chút. Với lại á, là như Nguyễn thấy là khi mà mình tập thể dục thể thao á, không có chỉ là giúp giữ dáng đâu mà nó giúp cho chúng ta đào thải độc tố được luôn. Tức là tại vì khi mà mình tập á, mình sẽ tiết mồ hôi ra, thế là theo cái những cái lỗ chân lông nó mồ hôi tiết ra thì nó đem luôn cả những cái độc tố được thải ra bớt nữa. Làm gì kiếm mồ hôi nhỉ? Mồ hôi. Yeah, quá mọi người ơi. Cho nên là nhớ uống nhiều nước nha mọi người, nhớ uống nhiều nước nha. Tại vì hoặc là ví dụ như cái mồ hôi của mình mà nó có mùi á, có nghĩa là trong cơ thể của mình nó cũng có cái độc tố nữa. Cho nên là mình cũng phải để ý uống thật là nhiều nước, tập thói quen uống nhiều nước. Và trong quá trình đó mình uống cái viên sủi collagen này nè. Tăng sinh collagen có nghĩa là sao? Nó không chỉ là bồi bổ collagen, cung cấp thêm collagen cho cơ thể của mình, mà khi vào trong cơ thể của mình á, nó còn giúp kích thích để cơ thể của mình tự sản sinh ha, tăng sinh cái collagen đó lên. Đây là một cái dấu hiệu mà nó rất là an toàn luôn á, một cái tín hiệu rất là vui khi mà chúng ta có một cái chế phẩm như thế này để mà mình dùng. Chứ bây giờ nha, mua một cái váy thôi cũng 200-300 rồi, thôi mua một cái tuyết này đi, 10 ngày sau là mình đẹp lên nè đó, 10 ngày sau là mình trẻ, mình khỏe, mình đẹp nè, đẹp từ tính cách cho tới là tâm hồn luôn ha. Đó, từ nhân cách cho tới là tri thức là đẹp hết luôn nè mọi người ơi. Dạ. đẹp hết luôn đó, đẹp hết. Đừng rồi quên, đừng nhận quên quà thôi. Đúng rồi, ok, mình tham gia mini game nha. Mini game bây đọc giờ mini game mình hỏi hả? Nãy giờ chị đang suy nghĩ mini game mọi người, chị nghiên cứu thành phần á, nghiên cứu chị sẽ nghiên hỏi cứu thử nha. Đúng rồi, nghiên cứu là đây nè, đọc cho mọi người nghe nha. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Ohu Kiên Giang đó. Đây nhà sản xuất nè, đó nhà công ty, nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng công ty cổ phần dược phẩm Centech nha mọi người đó. Cho nên mình yên tâm cái dòng này ha, nó giống như kiểu là dược mỹ phẩm luôn và uống á mọi người à, chứ không phải là đơn thuần chỉ là bôi bôi đâu. Cho nên là mình rất là yên tâm. Tại vì Ly rất là tò mò á, có nhiều người á mình thấy cái sản phẩm này nó xịn quá thì mình tưởng á là nhập ở đâu đó về, nhưng mà thật ra là chúng ta có những dòng sản phẩm vốn dĩ rất tốt và không cần phải có cái chi phí gọi là vận chuyển quá nhiều. Chính xác. Thì khi đó cái người tiêu dùng sẽ là người rất là có lợi trong cái quá trình đó mà mình sử dụng cái sản phẩm này. Cho nên đó là nãy giờ Ly nghiên cứu là vì lý do đó, thành ra là cái giá tốt là tại vì sao? Cái này mà Ly nghĩ mà nhập về, ví dụ như nó mà là nhập về không bao giờ có cái giá là 200 mấy được, tại vì nó là dạng viên nén và cái thành phần hàm lượng nó rất là cao. Cho nên á là giá mà đang dành cho người Việt mình là cực kỳ tốt đó mọi người ơi. Nha. Mọi người ơi, và đúng bên rồi cạnh đó đó mọi người, thì mọi người mua một tuyết này sẽ được một cái mặt nạ, mặt nạ của Selenus. Còn nếu mà ai thích mặt nạ không á, ví dụ như chị Levi mà đã uống hai hũ rồi, hai tuyết rồi á, thì có thể mua mặt nạ đi chị. Một set ba cái như vậy á là 269.000. Bình thường mình đi mua ngoài thị trường mà mọi người tìm cái mặt nạ Selenus mà với cái dạng là nén á mọi người. Nén như nào em mở ra cho mọi người coi nha. Tức là nó sẽ có một cái mặt nạ nén ở trong cái này nè. Ở trong cái viên này nè là cái mặt nạ nén. Xong rồi á. Đi đỡ cho. Dạ đây. Rồi. Cái này trắng quá hả mọi người thấy không? Cái này là mặt đây. Nạ nén. Trong này là mặt nạ nè mọi người. Đó, mà không phải là mở ra quăng vô mặt là xong, không phải. Mở ra rồi xong ở bên này là tinh chất. Tinh chất để mà chúng ta bỏ vào bên trong cái hộp mặt nạ này. Mở đúng rồi. Ôi mở ra luôn hả? Được không? Ủa được mở không? Mở không? Mở không quý vị? Mở không quý vị? Ủa mở được một cái đắp mà. Nè, trong này nè, rồi mở đi. Rồi, mình đây sẽ mở cái này ra. Mặt nạ nén. Đây, cái này là cái tinh chất mọi người đây, nha. Hết hồn nè, hết hồn nè, hết hồn nè. Giật mình nha mọi người. Đây, 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 đây. Ê, thú vị, thú vị. Nó là rồi, viên nén như thế mình này nè. Mình sẽ mở cái tinh chất đây, này ra. Ly kể chuyện cho mọi người nghe nha. Ly kể chuyện cho mọi người nghe. Ngày xưa Ly đi ăn đồ Nhật Bản. À quên, đồ Hàn Quốc. Nhật Bản cũng có. Mà lúc đó là kiểu mà mình đang còn hai lúa lên tỉnh đó. Xong cái hả, mình mới thấy cái viên này, mình tưởng là viên xê sủi ở trong nhà hàng, tưởng là ăn bỏ ăn tính rồi, ai ngờ vừa bỏ nó vô nó nở ra, nó thành cái khăn lau miệng á mọi người. Rồi. Nhưng mà cái này ha, nó bỏ là dạng nén, nó là dạng nén nhưng mà nó là mặt nạ. Để vô, để khám phá nha. Dạ, để vô em chế tinh chất vô. Đây mọi người sẽ đổ cái tinh chất này vô. Đó, cái mặt nạ đó. Tinh chất nhiều cỡ này thì có khi là mình dùng 2-3 lần rồi. Ai mà ở nhà có sẵn mặt nạ giấy á là mình dùng cái này được luôn mọi người. Ồ, mọi người nhìn nè, nó nở ra. Nó đang nở ra từ từ. Khi mà nó nở ra hết cái kích thước của nó luôn á mọi người. Đây, đang nở cao lên nè, đang nở cao lên nè mọi người ơi.
đỡ cao lên đó mọi người thấy không? Cái viên hồi nãy nó nhỏ xíu rồi, bây giờ nó đang đỡ cao lên rồi nè. Đó. Nó đang bắt đầu nở bung ra. Thì một lát nữa nó nở ra xong á là mọi người có thể đắp rồi. Đó, và cái mặt nạ nén này rất là tiện để mình có thể đi du lịch luôn á. Và nhiều lắm nha Nguyễn, thấy là tinh chất này hả? Ly ơi, cái tinh chất này chắc được cả hai lần luôn á Ly, tại vì nó còn nhiều lắm nè. Wow, vẫn đang còn nha mọi người, vẫn đang còn luôn. Mọi người thấy là thấy cưng không? Có ai nghĩ đây là cái mặt nạ không? Đây là thú vị quá. Tại sao mà cái mặt nạ này á trị giá 89.000 đồng cho một cái? Một cái mặt nạ này trị giá 89.000 đồng cho một cái. Cho nên mọi người biết không, cái này nó cực kỳ đã luôn ha, cực kỳ thích luôn mọi người. Đó. Mọi người biết không, với cái phần mà dưỡng chất ở trong này mà nó nhiều như vậy á, sau khi mọi người sử dụng cái này nè, mọi người có thể mua cái mặt nạ giấy, mặt nạ khô ở trong những cái cửa hàng mà chuyên về da đó mọi người, chăm sóc da đó, những cái cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp á, để mà chúng ta có thể là tiếp tục ngâm vào trong cái tinh chất này và chúng ta sẽ đắp lên làn da của mình nha, không có cần đổ hết một lần đâu. Đó, ví dụ nè mọi người xem nè, như Nguyễn đổ lần này là lần thứ ba rồi đó mà nó vẫn còn nè. Đó. Thấy chưa? Dưỡng chất rất là nhiều, và khi mà tách biệt như thế này thì mọi người thấy là trong cái quá trình đó mà mình sử dụng nó rất là vui. Cái cảm giác này là một cảm giác rất là vui. Cái mặt nạ không không người ta bán gần cả 100.000 đồng. Hôm nay mua một tiếp viên sủi Yon Collagen. Đây, được tặng một cái mặt nạ này nha mọi người. 299 đúng không? Không, hôm nay giảm giá 269, tặng thêm cái mặt nạ sủi này nữa ha. À, tặng thêm cái mặt nạ viên nén á. Plumbing, plumbing, plumbing. Plumbing nè mọi người, khoảng 1 phút thôi là nó nở xong rồi. Thích đây. Quá, thích quá. Mà có nhiều màu để mình lựa lắm. Màu hồng nè để nâng cơ nè, màu trắng này để làm trắng, đi. Còn màu đen á thì là để dưỡng da, cấp ẩm và detox cho da luôn. Thơm quá à. Rất là thơm. Ô mà mọi người nhìn này, cái hộp như vậy nè, mình bỏ vô giỏ sách, mình bỏ vô túi đi du lịch cũng tiện nữa mọi người. Đó, mà mình bảo quản được. Với lại á, cái phần mặt nạ này nó không có bị ngâm trong cái tinh chất quá lâu mọi người biết không? Cho nên á, là họ không có sử dụng cái chất bảo quản, và cũng không có cần tới những cái phim nhựa nữa. Cho nên là mình sử dụng mặt nạ mà mình bảo vệ môi trường luôn. Đây, và nó cứ nở ra. Và bây giờ là mình mở ra mình đắp lên mặt được luôn á Diệu Ly. Mà ai thích cái mặt nạ này thì có thể mua luôn mọi người nha. Tức là thay vì á, mua Yon Collagen thì mọi người có thể mua cái mặt nạ này cho một set 3 cái là 269.000. Cho em miếng khăn giấy ướt đi ban tổ chức ơi. Ban tổ chức, ban tổ chức cho khăn giấy ướt đi. À nãy giờ mọi người mặt nạ này cũng thôi. Chờ mini game quá. Mọi người ơi, ban tổ chức ơi, cho tụi em xin khăn giấy ướt nha. À, ban tổ chức thì ban tổ chức cho em xin miếng khăn giấy ướt đi, em sẽ đắp cái mặt nạ này tại vì nó đã quá, em không có muốn phí phạm một tí nào cả mọi người ơi. Gần 100.000. Gần 100.000 nè mọi người, gần 100.000 nè. Vũ Nhiên chốt 2 tiếp mua về okay, uống và cho chị à. Của Vũ Nhiên nữa. Wow. Mua trong line mới được tặng thêm. Chốt mát, đúng nha. Đúng rồi. Mua 1 tặng 1 nè. Mua 1 có giảm giá tặng 1 nè. Chỉ có trong livestream thôi. Chị Tuệ còn cũng đặt 1 tiếp. Mua 3 cái này. Chị Thu nữa, đúng rồi, chị Thanh nữa. 10 ngày là mình sẽ thấy là làn da của mình nó được cải thiện luôn. Đó, và với sự lựa chọn ngày hôm nay là mua một tiếp Yon Collagen có một cái mặt nạ quà tặng, hoặc là mình có thể là mua 3 cái mặt nạ này mọi người nha. Mọi người có thể chọn màu luôn, thích làm trắng không cũng được, thích mà nâng cơ không cũng được, hay là thích detox da dưỡng ẩm không cũng được, hoặc là mình có thể mix một set 3 màu như thế này được luôn. 269.000 chốt đơn trong livestream nha. Mới được free ship mọi người ạ. Và có thêm một cái nữa. Nãy giờ mọi người chờ mini game. Mọi người thích cái túi này chị Ly ơi. Vô luôn. Thích thế. Ôi thích thế. Giờ không sợ Tết không có da đẹp để đi chơi nữa rồi. Wow. Đúng cái rồi. Rất chi là tự nhiên nha mọi người. Ừ dạ. Ok fine. Đây. Cái qua túi tặng. Rất là xinh mọi người. Ok, tới lúc mình tham cái gia này, mini game rồi. Đựng mỹ phẩm bán được nè. Đựng Yon Collagen ở trong đó được luôn nè. Đây cho em mượn đi, bỏ vô đây được nè. Đó. Rồi bên cạnh đó thì mọi người có thể là đem đi đến đâu lì xì Tết nữa đó mọi người. Một cái túi rất là đẹp luôn. Vậy nhiều dầu uống được nha. Da nhiều dầu uống được. Được ạ, được ạ. Đúng rồi, da em nè. Da em là da rất là dễ bóng nhờn, nửa tiếng sau khi make up là đã nhờn ngay liền luôn. Dạ. Rồi và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn thấy là da khô cũng uống được, da hỗn hợp cũng được luôn, da đúng nhạy rồi, cảm cũng rồi. Được luôn. Tại vì chúng ta không có thoa mà chúng ta uống vào cho nó tác động vào từng tế bào bên trong, tăng sinh collagen và hoạt chất những cái dưỡng chất từ vitamin khoáng chất nó tác động tới da của mình mà. Đúng bây giờ rồi. Mình chơi mini game vị thế Lê. Nào? Ngọt ngọt thơm thơm á mọi người ơi. Ngọt lắm. Thơm rất thơm là thơm. À, không ngọt lắm, nó thanh thanh ngon mà nó lắm. Thơm lắm. Ừ, nó hơi ngọt nhẹ nhẹ thôi nha. Đúng rồi. Ừ, tại vì nó có lựu Việt Quất với lại cả măng cụt nữa. Và nó có vitamin là C, E, B1, B5, B6. Thôi bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi đi. Đố mọi người trong cái chiết xuất của Yon Collagen á, trong Yon Collagen thì có chiết xuất của bao nhiêu loại trái cây? Đây. Rồi. Bao nhiêu loại trái cây? Chị câu Ly, hỏi chị Ly số 1. Chị Ly muốn đưa con số hay là chị Ly muốn là kể tên ra? Kể tên ra đi. Ok. Kể rồi. Tên đi. Vậy hãy bao cho biết trong Yon Collagen có bao nhiêu chốt loại trái cây. Ai comment nhanh nhất
nhớ là ai đã chia sẻ livestream này nha. Đơn chị chia ơi. Sẻ livestream này rồi à, và bây giờ là trả lời câu hỏi nữa thì sẽ có cơ hội nhận cái túi này cùng với các phần quà từ VTV Hyundai, một cái túi rất là xinh của Young Collagen luôn á. Đúng rồi, rất là xinh xẻo, rất như là bánh bèo luôn đó mọi người ơi, và nó cũng rất là bự nữa nè. Nó bự lắm, bự hơn cái bạc ly luôn mọi người thấy không, rất là thích nha, rất là thích nha. Đó, nó trong trong nè, nó có cái viền hồng hồng nè, nhưng mà nó còn ánh lên nữa. Đúng trời rồi. Bèo dễ sợ luôn á, tao nói bánh bèo vậy đó, mà bánh bèo hết sức là bánh bèo, too much bánh bèo luôn á mọi người. Young Collagen, viên sủi bổ sung collagen uống đẹp da đó. Chị Vi ơi, chị Vi phải trả lời ba loại Tường Vi nữa, ba loại trái cây là gì, hãy kể tên các loại trái cây có trong Young Collagen. Đúng rồi, các loại trái cây có trong Young Collagen ba loại là ba loại nào mình phải loại nào luôn, kể ra mọi người. Kể ra hồi ba nãy loại giờ là loại nào mình nhiều lắm rồi, mọi người nhắc ơi, nhiều lắm rồi. Nhìn cái màu mình tưởng tượng coi là trái gì nè, mình đưa ra tên trái đó. Trái gì đây, trái gì ra, là ra trái gì, là trái gì ra đó nha mọi người nha. Đó, 269.000 đồng nha mọi người, 269.000 đồng. Hoặc là mọi người có thể lấy là ba cái hộp á, à gọi là hộp cũng đúng nhở, tại vì là cái mặt nạ này nó khá là xinh xẻo luôn. Về nhà mình nhận là y chang như này nha, chứ không phải là cái này là cái trưng bày của tụi mình, không có. Cái này nó là vậy nè mọi người, một hay cái mặt quá, nạ này nó hay là quá. Như thế này nè mọi người. Sao ơi vậy, sao vậy? Mọi người rất nhanh, chị Lê Vy nè, chị Thơ nè, chị Nhung. Chị Thơ ơi, comment lại liền, sắp đúng gần chính xác rồi em ơi. Rồi, em ơi, tại sao em comment đúng mà là em lại sai lỗi chính tả thế này hả em ơi? Rồi, trời ơi thôi. Dạ đổi rồi, cái phụ âm lại, đúng rồi, rồi. Hay quá, okay, hay quá. Rồi, ôi, thôi okay, comment nha. Lại đầy đủ ba cái, ba cái, ba cái. Thanh Nhung chính xác. Thanh Nhung đã chính xác rồi. Rồi đúng ơi, rồi. Chính tả thế này thì làm sao mà làm content này em ơi. Ôi trời ơi. Ok. Bli nha. Bli nha. Đây mọi người ơi, đã có các chị rất là cạnh, nhanh. Ai nhanh là cạnh, nhận được quà này nha. Khi ngồi cạnh Ly thì mọi người không thể tém lại được mọi người ạ. À. Ok. Viết lại nè em ơi, viết lại cho nó đúng nha. Và đừng quên là tag nhiều người bạn của mình vào trong cái livestream này. Đúng tại rồi. Vì khi mà mọi người tag nhiều vào thì ban tổ chức họ mới lựa chọn mình nhiều hơn, đúng không? Kiểu như là livestream bản chất là tương tác mà, cho nên ai tương tác càng nhiều là càng có lợi nha. Lựa mang cuộc Việt Quốc hả, hay còn gì nữa không nè? Ok, tag bạn bè vô em ơi, thả tim rồi, tag rồi, ok, vô luôn. Bị nám tàn nhang uống viên sủi này có tác dụng đúng không? Đúng rồi dạ, chị đúng ơi, rồi. Tại vì là nó cung cấp cái dưỡng chất ở trong cái làn da của mình. Đương nhiên là mình cũng phải có những cái cách bảo vệ da, như là uống nhiều nước nè, ăn nhiều rau nè, ăn nhiều trái cây nè ha. Rồi mình gọi là che nắng rồi này kia nữa nè. Hoặc là có một vài cái nhân tố nhỏ nhỏ, ví dụ như là mình bớt nghiệp nè. Đó, mình hỗ trợ người khác nhiều hơn nè. Đó, nha mọi người nha. Yeah. Ok. Rồi, đó, ở đây nè, ở đây có rất là nhiều người quan tâm tới Young Collagen rồi. Cho nên là các chị em mình phải nhanh tay lên. Tại vì đơn hàng livestream thì lúc nào cũng có giới hạn. Một tuyếp như vậy là 10 viên thì cứ coi như là một liệu trình đi. Đúng rồi. Thì tùy mọi người đầu tư thôi. Ví dụ như là mọi người mà có cái điều kiện và cái cơ địa của mình á, và có cái cơ địa của mình mà mình thấy là ok, mình uống 10 ngày rồi mà nó có vẻ là nó xuất sắc rồi thì thôi. Còn mà cảm giác là Ly á, thì Ly nghĩ là mọi người cứ cố gắng trong khoảng 1 tháng đi. Tại vì cái cơ thể của mình á, cái khoảng thời gian 21 ngày á, 3 tuần á, nó là một cái khoảng thời gian để mà cơ thể của mình tập thói quen mới. Dạ. Cho nên nếu như mình duy trì được trong khoảng là 21 ngày hoặc là 3 tuần hoặc là 1 tháng đó, thì mình sẽ có cái thói quen, mình bồi bổ cái dưỡng chất cho cái cơ thể của mình. Đó là một cái điều nó rất là hay ha mọi người ha. Cho nên là nhớ để ý nha, uống liên tục được chứ, tại vì là cái này nó không phải là nó gây nóng trong người mình đâu. Dạ. Nhưng nó có nhiều dưỡng chất, cho nên là khi mà uống một ly nước mà có cái viên sủi tăng sinh collagen này nè, nhớ là trong ngày hôm đó mình cũng uống thêm nhiều nước nữa để hỗ trợ quá trình trao đổi chất mọi người nha. À mà em nói mọi người nè, vì trong này nó có vitamin C thì giống như các loại mà viên sủi mà mình bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng á, thì mọi người đừng có uống vào chiều tối nha mọi người, uống vào buổi sáng là tốt nhất. Một ngày một viên thôi, cho nên tại sao chúng ta không dùng vào buổi sáng, để cho thứ nhất là mình vừa thưởng thức một cái loại nước mà nó tốt, với lại cơ thể mình có thời gian cả một ngày dài để hấp thu từng những cái dưỡng chất ở trong Young Collagen. Và bên cạnh đó đó quý vị, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hấp thụ các món ăn tốt hơn nữa, cho da của mình tốt hơn. Vậy thì mình sẽ cần cả một cái khoảng thời gian luôn, uống vào buổi sáng đi mọi người. Một viên thôi mà nó còn giúp chúng ta ăn ngon hơn. Bà này uống hết một viên còn thơm thèm luôn đó mọi người, thấy chưa? Nè, em có nè, không có cho Ly uống đâu. Cái đó mà lè lưỡi xuống là xuống không nổi luôn. Không, cái này phải từ dưới lên. Ok mọi người ơi, chốt đơn mọi người inbox số điện thoại giúp Diệu Ly nha. Inbox số điện thoại vào trong fanpage của VTV Hyundai Home Shopping ha. Ok chị Nhung ơi, hiệu quả sẽ đặt tiếp. Nếu như
đặt một tiếp này là mình có một cái mặt nạ này nè, là cái mặt nạ mà nãy giờ em đòi đắp nè, em chưa có tẩy trang được để mà em đắp nè, đây đây ha, rất là thích luôn đó. Thôi để dành xíu nữa cho Nguyễn đắp đó, chưa lấy Nguyễn đắp mặt nạ đó. Thì mọi người yên tâm nè, uống một liệu trình trong bao nhiêu ngày thì tốt nhất ạ? Em ơi, 10 viên em thử 10 ngày nha. Nếu như cái cơ địa của mình mà cái kiểu là cơ địa của mình mà nó gọi là nó quá là lì lợm đó thì mình mua 2 tiếp cũng được, còn không á thì hãy uống thật nhiều nước trong cái quá trình mình uống cái này nè. Nước vô. Để cho nó hỗ trợ cái cơ thể của mình. Chứ uống cái này không xong rồi kêu là một ngày không uống nước là không được nha mọi người. Nó sẽ không có trao đổi chất được tốt đâu. Một tiếp là bao nhiêu? Uống trong 10 ngày là có hiệu quả luôn à. Uống trong 10 ngày sẽ thấy được cái sự thay đổi về làn da của mình, chứ không phải uống trong 10 ngày là mất nám mất tàn nhang nha mọi người nha. Mọi người phải để ý cái điều đó. Còn muốn là mất luôn thì mình phải có những cái liệu trình đi kèm theo nữa. Ví dụ mọi người uống thấy tốt rồi đúng không, duy trì uống nó, chứ không phải là uống 1-2 viên xong nói là uống 1-2 viên uống 1-2 viên xong rồi mình nghĩ, với lại mọi người ơi uống 1-2 viên xong rồi với lại là mình phải ăn nhiều rau xanh nữa, chứ có nhiều ông bà là cứ phụ thuộc vào cái này thôi, xong rồi cứ uống không có ăn rau xanh, rồi cơm nước thì ăn uống không có đàng hoàng, ngủ nghỉ không có đàng hoàng thì sao mà được, đúng không? Cho nên cái này nó có hiệu quả tốt nhất khi nào, khi mình có một cái cơ chế ăn uống nó khỏe mạnh nữa, ít nhất là uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh đó. Đúng hai rồi. Cái đó giúp ly đừng nha, đừng có ý là uống cái này rồi có mặt nạ đắp rồi thức khuya tới chừng 1-2 giờ sáng mọi người nha. Cho nên á là mọi người phải làm sao có một cái chế độ mà ăn uống dinh dưỡng và mình sinh hoạt khoa học nữa, chứ mình cứ mà tiếp xúc những cái chất kích thích nè đó, rồi mình ý mình ăn những cái đồ chiên xào, hay thậm chí là nhiều khi mình uống trà tưa đó mọi người, trà sữa hay là những cái loại mà thức uống mà có nhiều chất nước gà, có gì có ga nè, có sữa béo quá nè đó, có ngọt nhiều. Ngọt là một trong những cái nguyên nhân mà gây mụn nha mọi người, nếu mà ngọt có từ đường ấy. Còn đây nói câu chuyện của nó luôn đó mọi người. Dạ đúng rồi mọi người. Cho nên là em rất là vất vả để mà có thể giữ da và giữ dáng luôn cho tới khi là tìm được dòng collagen. Và mọi người để ý đi, sáng mà mọi người để một cái mặt mộc mới đánh răng xong nhìn vào gương là thấy liền, thấy những cái dấu hiệu trên cái làn da của mình liền luôn mọi người. Thấy mà phát hờn, thấy mà muốn tổn thương luôn mọi thấy người. Mà tức luôn, thấy mà cảm thấy buồn bã luôn. Ghê, bà đặt để lên xương quay xanh. Bà để cái hũ không kìa. Đây, mọi người nãy giờ tham gia lấy quà nha. Đây, những cái phần quà. Cái câu hỏi hồi nãy á em, cái câu hỏi hồi nãy đó rồi mình chốt được người nhận quà chưa vậy? Chốt, đây chốt. Ban tổ chức ơi. Ok, em lấy một liệu trình luôn nha. Cảm ơn chị Ly rất nhiều. Ồ, dễ thương vậy. Ok, em lấy cái này đúng không? Em lấy cái này nè bé ơi. Bạn này hình như hồi đã có tham gia mini game luôn. Ồ, hay quá. Thôi, có mini game luôn. Quá. Ok, em ơi, cái này nè, có cái mặt nạ đi kèm luôn em nha. Nhắn tin cho admin đi em, nhắn tin cho admin nha em nha. Đó. Wow, không, có thể để lên xương quay xanh luôn á. Một cái viên vô trong đó đúng không? Đó mọi người ơi, đó uống vô là khỏe đẹp nè mọi người. Uống vô là khỏe đẹp nè rồi đó. Cuối cùng là em làm gì cho nó đen không biết nữa. Nó đang thử nghiệm luôn đó mọi người ơi. Tạo khỏe trend đẹp, mới ha, tạo trend mới. Người ta là người ta bỏ con cá ở đây được luôn đó mọi người. Mấy cái đổ trend sữa đó vô mọi người. Đó. Da mình có nhiều tàn nhang lắm, hy vọng là uống viên sữa này sẽ giúp cải thiện da. Đúng rồi, nó sẽ cải thiện cái làn da của mình. Một tiếp này 10 ngày sau là thấy được cái sự cải thiện da nha. Rồi. Ok, tiếp theo nữa mình sẽ đến với phần mini game. Hồi nãy thì có một mini game rồi, cuối livestream á thì ban tổ chức cũng sẽ tổng hợp ha, mình sẽ có những cái bài post đăng trong những cái post tiếp theo trong livestream của VTV Hyundai đó. Thì mọi người nhớ để ý là theo dõi fanpage nha. Bấm like fanpage đi mọi người, bấm thông báo livestream về cái Facebook của mình đi. Câu hỏi này, câu hỏi tiếp theo mình hỏi về vitamin đi. Mình hỏi về vitamin. Ok ok, mình hỏi về vitamin. Hãy kể 3 loại vitamin có trong dòng collagen. Nãy giờ nhiều lắm mọi người, cho nên chỉ cần kể 3 trong số đó thôi. 3 loại vitamin có trong dòng collagen. Đó, chỉ cần là 3 cái loại mà vitamin có chính xác có trong dòng collagen là được mọi người nha. Ai mà kể được hết thì càng tốt, còn ai mà chưa có kể được hết thì chỉ cần 3 cái thôi. Là ok. Dạ. Đó. Chị Dung hỏi là viên sủi này tuổi nào cũng uống được phải không? Thì thật ra là em nghĩ nha, từ 18 tuổi trở lên là mình uống được. Sau 20 là mình nên uống luôn rồi mọi người. Tức là tại vì khi mà ở cái độ tuổi là từ 18 tuổi trở về trước, da của mình nó đang phát triển và nó đang ở cái độ tuổi mà giống như các bé dậy thì đó mọi người. Cho nên là mọi thứ nó còn đang tăng sinh. Nhưng mà sau 20, sau 25 tuổi collagen nó không có tự mà tạo ra được tốt nữa đâu. Cho nên nó sẽ làm chậm hơn cái quá trình mà tạo ra collagen. Chúng ta cần phải bổ sung collagen, cho nên mình sẽ cần phải có được những cái viên sủi dâm collagen như thế này đây.
299.000 đồng giảm giá còn 269.000 đồng. Trời ơi, thơ nhanh quá thôi. Và tặng thêm nữa, đó chính là gì? Ủa sao nó nhanh dữ vậy? Ồ sao mà thơ nhanh? Và tặng thêm nữa đó chính là một mặt cái này nạ gì nha. Một mặt nạ. Thơ, em rủ các bạn của mình vô xem livestream và trả lời câu hỏi lấy quà đi em. Đó, rồi tặng thêm cái mặt nạ này nữa. Mặt nạ này trị giá gần 100.000, 89.000 đồng. Mặt nạ sủi nè mọi người ơi. Wow. Mặt nạ nén. Đây ha, mặt nạ nén. Đó. Rồi chị Phạm rất Thị Thương, chị Phạm Thị Thương chia sẻ rất là chính xác luôn, đầy đủ các loại vitamin luôn. Quá xuất sắc, quá xuất sắc luôn. Thơ ơi, inbox cho admin nha. Admin chị thấy có phản hồi lại với em rồi đó ha. Ai mà trả lời nhanh nhất á, thì mình sẽ có là món quà nha mọi người. Và có tag bạn bè của mình vào nữa nha. Nhớ là có tag bạn bè của mình phải vào trong cái livestream này mới tính nha. Cho nên là nhớ để ý cái này nha cả nhà nha. Nhớ để ý nha. Và nếu như mà mình được tặng quà thì mình sẽ được tặng thêm cái túi này nữa nè. Cho nên ngày hôm nay ai mà đã tham gia mình mua sản phẩm rồi đó thì mình tham gia mini game đi. Biết đâu được mình lại có thêm cái túi này nữa là quá lợi luôn. Em nếu... thích cái túi này quá. Cái gì mà em không thích. Còn không ai mà thích đó, cái mặt nạ thì mình cũng có thể chốt combo mặt nạ nha. 269.000 đó, 300.000 giảm giá còn 269.000 đồng. Ba mặt nạ rất là xịn sò, mặt nạ viên nén nha. Rồi còn nếu như không á thì mọi người sẽ chốt cái Young Collagen này thì vừa được trải nghiệm mặt nạ, vừa được trải nghiệm thêm nữa là 10 ngày khỏe đẹp cùng Young Collagen. Wow, như vậy thì cơ hội hấp dẫn quá. Hello, đúng không các mình. Chị em? Để mà từ nay chúng ta sẽ xinh đẹp hơn nè. Đó, và từ nay mình cũng sẽ cảm thấy là mình tự tin hơn với làn da của mình nữa. Mình đón Tết, đón năm mới với làn da vừa đẹp vừa khỏe thì còn gì bằng, đúng không? Mà đôi khi á mình nghĩ tới việc là ôi năm mới tới rồi sẽ có rất là nhiều cái lo. Thì mình đừng quên là giữa những cái lo mình phải lo cho bản thân mình nữa nha. Lo cho làn da của mình nữa. Chứ tới gần Tết đó chỉ còn độ mà 5 ngày, 1 tuần á, mà lúc đó mọi người mới lo chăm sóc thì không có kịp đâu. Bây giờ đây mọi người có thể sử dụng liền rồi để bổ sung collagen. Nhiều chị em hay uống collagen lắm nha. Nhiều chị em á, nhiều hay ăn cái viên giống như là kẹo á, mọi người, kẹo collagen á. Nhưng mà cái này là viên sủi cho nên là khi mà mình pha thành nước á thì mình hấp thu nhanh hơn, tốt hơn. Sao mọi người? Tự nhiên nghe kẹo mắc cười. Có kẹo mà. Đúng rồi. Ở đây á, có người hỏi là sản xuất ở Hàn Quốc hả? Make in Việt Nam nha mọi người. Make Việt in Nam. Việt Nam, tự hào sản phẩm Việt Nam nha mọi người. Công nghệ không thua kém ai đâu. Ok. Bộ Công an Viện Việt Khoa Nam. Học và Công nghệ Trung tâm ở đây nè. Đó là chứng nhận là tem chống hàng giả này nha mọi người nha. Cho nên là hàng Việt Nam là cái kiểm tra của mình cũng rất là dữ dội đó mọi người. Chứng nhận an toàn thực phẩm là có hết này. Nhà máy an toàn thực phẩm là có hết luôn. Dạ. Chứng nhận GMP là có hết. Đúng luôn. Một liệu trình 10 viên có nghĩa là một tiếp 10 viên nha. Uống liên tục xong 10 ngày sẽ thấy da của mình được cải thiện hơn. Kết hợp với uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, tập thể dục đều đặn mọi người nha. Trời ơi, tập thể dục luôn. Muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Còn được miễn phí vận chuyển nữa nha. Đúng rồi, chị Dương Giang ơi, đúng rồi đó. Chị là tặng một cái mặt nạ nữa chị. Đúng rồi, tặng đúng mặt nạ ngẫu nhiên cho chị từ cái Selenus này. Chị tìm thử đi. Selenus là một trong những cái dòng mặt nạ mà có rất những cái dưỡng xịn. Chất tốt. Rất xịn, rất hiện 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 luôn á mọi người. Mà giá thành của nó thì cao. Nhưng hôm nay thì tặng luôn. Mua một cái tiếp như vậy 269.000 mà tặng một cái mặt nạ giá chắc gần 50% luôn rồi. Đó, như vậy là mọi người cũng đã có thể là vừa chăm sóc da bên ngoài bên trong nữa. Điều gì chị? Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải uống collagen. À yeah. Muốn khỏe đẹp thì bất nghiệp nha anh. Nếu anh muốn khỏe đẹp thì bất nghiệp nha anh. Đó, một trong những lưu ý để làm sao da của chúng ta trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là bớt nghiệp lại mọi người ơi. Năm đúng. Mới tới rồi không còn nghiệp nữa mọi người ơi. Đúng rồi. Dạ. Nói thì nói vui nhưng mà thật ra là thật đó mọi người à. Tại vì là khi mà mình gọi là mình có những cái suy nghĩ mà nó tiêu cực á, hoặc là nó không có cái sự hỗ trợ nhau á, thì thật sự là mình rất là khó chịu đúng không? Nhiều người mình nói là mình vẫn cứ ăn uống đầy đủ nè, rồi mình ăn rau, mình tập thể dục, mình tập yoga, mình tập này tập kia, nhưng mà cái tâm trạng của mình nó vẫn bị khó chịu. Là tại vì sao? Nếu như trong đầu của mình mà nó vẫn còn nhiều cái suy nghĩ á, nó không có cái sự hỗ trợ và hợp tác với nhau á, thì bản thân mình nó bị khó chịu lắm. Mà khi cái đầu của mình nó khó chịu á, cái tâm hồn của mình nó khó chịu đó, thì cơ thể của mình cũng sẽ sản sinh ra những cái chất mà làm cho cơ thể của mình nó mệt mỏi. Đúng, những cái chất độc mọi người có biết không? Nó ảnh hưởng tới cái cơ thể bên trong của chúng ta, một cái sự tổn thương mọi chính người xác. À. Cho nên là hãy uống collagen để đẹp da mọi người nha. Đó. Hoặc là ví dụ như khó chịu nữa là mình cũng mập luôn. Đúng rồi đó. Tại vì sao? Khó chịu là phải ăn cho bớt khó chịu đúng không mọi người? Mà cái cảm giác nó bức bối là phải đi kiếm đồ ngọt uống đúng nữa rồi. Thấy không mọi người? Cái cho nên thể nào nè. Nó cũng sẽ rất là dễ mập. Nhưng mà cái ngọt này là cái ngọt từ trái cây, từ chiết xuất của lựu nè, Việt Quất và cả măng cụt nữa. Đó, cho nên hồi nãy ai trả lời nhanh nhất, chính xác nhất là có cơ hội nhận được quà.
Và mình chốt đơn túi hai nha. Cô là hai cái túi rồi đúng không? Dạ đúng mình rồi. Vẫn còn ba cái túi nữa mọi người ơi. Thôi bây giờ Ly hỏi luôn nha, Ly hỏi một câu hỏi này đi. Sản phẩm này nguồn gốc ở đâu? Trời ơi, làm hồi hộp thấy ghê luôn mọi người. Sản phẩm này nguồn gốc ở đâu? Tức là sản xuất ở đâu á mọi người? Sản xuất ở đâu? Dạ. Sản phẩm này được sản xuất ở đâu? Dạ rồi. Một cái niềm tự hào luôn á mọi người, cho nên mọi người hãy trả lời nha. Dạ. Trả lời ở mọi đây. Người ơi và nhớ tag bạn bè càng nhiều thì cơ hội trúng quà càng cao nha. Chúc đơn, chúc đơn, chị Ngọc đơn. Dung hai tiếp luôn mọi người. Dạ, Cẩm Nhung nói là hiệu quả ấn tượng. Hiệu quả ấn tượng mọi người ơi, thật ra 10 ngày là một cái khoảng thời gian để mình có thể thay đổi cho làn da của mình rồi, nó không có quá nhanh đâu, nó cũng không phải là những cái sản phẩm mà sử dụng hóa chất để tác động ngày 1, ngày 2 là mình thấy liền, thậm chí là xoa lên da mình thấy ôi nó trắng bệch liền, không phải, mà nó sẽ làm cho chúng ta trắng hồng từ bên trong, tức là căng tràn sức sống, và khi mà làn da của mình những cái tế bào chết đã được tẩy đi thay thế bằng những cái tế bào mới, collagen thì được tăng sinh đàn hồi hơn, thế tự nhiên mình thấy mình trẻ trung hơn à mọi người, và làn da nó cũng sẽ cải thiện những cái đốm sậm màu nữa, thì khi đó sậm màu không còn thì nó còn màu sáng thôi mọi người. Wow, một cái triết lý mà tôi vừa tát bạn bè mà tôi vừa nghe mà tôi thấy hú vía luôn á mọi người ơi. Ok, tát bạn bè của mình vào nha mọi người, khi mà mọi người trả lời câu hỏi là nhớ tát bạn bè của mình vào. Chị Vi nói là mua uống cho bớt già ghê không, mua uống cho bớt già luôn. Wow, dạ được nha chị, đúng rồi, uống đi cho bớt già chị à. Ai mà chốt đơn á thì mọi người hãy inbox cho fanpage nha mọi người. Ai mà chốt đơn thì hãy inbox cho fanpage giúp Diệu Ly với. Dạ. Uống liên tục được không? Uống liên tục ha, giống như Nguyễn là Nguyễn đã từng uống liên tục ba tiếp rồi đó mọi người tiếp. Ha. Đó cho nên nó là đặt hàng nữa đi em. Cho nên là mọi người biết không, cái này nó khá là an toàn. Nếu như mà cơ địa của mình quá nhạy cảm đó thì mọi người sẽ uống mà đến lúc mà mình cảm thấy là nhớ uống nhiều nước. Nói chung là nhớ uống nhiều uống nước nhiều là nước ok vô, uống nha. Nhiều nước tại vì cái này nó là hỗ trợ, nó bảo vệ thêm và nó hỗ trợ thêm cái sức khỏe cho mình đó. Giống như mình trang điểm, ngày nào mình cũng sẽ phải tẩy trang đúng không? Hoặc là ví dụ như là sáng nào mình dậy mình cũng phải rửa mặt đúng không? Rồi ngày nào mình cũng phải ăn cơm đúng không? Ăn cơm liên tục có sao không mọi người? Rửa mặt liên tục có sao không mọi người? Ngày nào cũng đánh răng có sao không mọi người? Tốt cho mình mà. Mà nếu mình thấy nó tốt cho mình thì mình cứ dùng liên tục thôi, không có sao cả. Còn nếu như không á thì cứ dùng một tháng, xong rồi mọi người đang có cái liệu trình gì khác đúng không? Mọi người dùng đi, rồi quay lại mình lại bổ sung tiếp nữa. Nhưng mà bổ sung liên tục để cái cơ thể của mình nó hỗ trợ tăng sinh collagen nó mới tốt. Vì đó là những cái bước tiếp nối, step by step mọi người ha. Chứ bây giờ mọi người uống 1-2 viên xong rồi nói là ủa, đâu thấy gì đâu, thì sao mà thấy được. Đúng rồi, cái gì mà mới có một chút xíu nữa làm sao mình đòi hỏi được cái hiệu quả liền. Còn những cái hiệu quả liền á mọi người, nhanh đến là nhiều khi nhanh đi, mà nhiều khi nó để lại những cái hệ lụy nữa. Đấy, tiêu đi em không hề hối tiếc, thấy chưa. Nhưng mà dân collagen tới là mình rất là quý luôn mọi người, rất là trân trọng luôn, tại vì nó tác động rất là nhiều. Chị Thủy á, lộn nhầm, chị Nguyễn mua ba tiếng tặng gì vậy? Tặng cho cây son xinh đẹp xịn. Thôi tặng cây son không có gì lấy, chứ tặng son không lấy đâu. Ai mà ngày hôm nay mà mình mua chai son muối hả? Quen son muối kìa đâu. Sáu muối là rõ ràng nha, không có dùng là làm một nha. Anh đạo diễn đang bấm hình bây giờ, anh quý là sáu ngấn nha mọi người. Sáu ngấn nha. Ôi rồi ơi. Mọi người ơi, mua ba tip này nè là được tặng ba cái mặt nạ này. Đúng rồi, được một xịn, set xịn, luôn. Xịn. Tính ra rất là lời nè ha. Dạ. Cho nên ai mà chốt đơn 2 á, Linh nghĩ là mọi người chốt đơn 3 luôn đi. Cho nó có lợi chứ không gì hết. Dù tại sao thì từ đây tới Tết là cũng vừa đúng không? Đúng rồi. Rồi qua Tết mình cũng tiếp nữa. Bây giờ đi làm tóc mới sắp tới Tết rồi, đi làm tóc cũng hết 1 triệu mà mọi người. Hôm bữa tôi đi uống tóc thôi mà tôi cũng hết 1 triệu mấy rồi. Dạ. Bây giờ đi làm tóc mắc dễ sợ luôn á. Tìm một cái chỗ nào mà giá bình dân mà khó ghê. Tại vì vừa phải phục hồi nè, vừa phải cắt uống nhuộm nữa thì chắc là nó sẽ tốn đúng không? Tạo kiểu nữa. Đó, rồi tay kéo vàng thiết kế nữa. Nói chung là đắt quá mọi người ơi, nhưng mà mọi người hình dung nha, một mái tóc đẹp trên một làn da xỉn màu, một cái làn da có nhiều nếp nhăn, một cái làn da mà cảm thấy bị nám và tàn nhang quá nhiều, hay là một cái làn da thiếu sức sống, thì lúc đó mái tóc đó liệu là nó đủ đẹp hay chưa, trong khi cần phải cắm một cái mái tóc lên một cái gương mặt đẹp thì nó phù hợp hơn á. Vậy hả? Cho nên đó là mọi người nhớ đặt hàng thật là nhanh nha, tại vì á là nếu mà mọi người đặt hàng không có nhanh đó thì mọi người sẽ trôi qua cái thời gian này thì nó rất là phí. Không, mà Ly nói thiệt có mọi người, tại vì là cái này là 299.000, mọi người mà mua giá chính hãng là 299.000 đồng ha. Nhưng mà trong livestream này thì thứ nhất là mình được free ship. Bình thường ví dụ như mọi người mua lẻ lại mọi người cũng phải trả tiền ship ít nhất 20.000 đúng không? Thì cũng hơn 300 rồi. Nhưng mà trong livestream này là 299.000, giảm giá còn 269.000. Được tặng thêm nữa là cái mặt nạ này trị giá 89.000 nè.
cái này gần 300, cái này gần cả 100 ngàn. Bây giờ mua cái này được tặng cái này là quá đã luôn rồi. Còn nếu không thì mua một set ba cái mặt nạ cũng được luôn nha mọi người. Rồi nãy giờ thì không chỉ có các chị mà như Nguyễn thấy là các anh cũng đặt luôn nè. Anh Lữ Thanh Biển đặt 2 set. Max giá bao nhiêu? Minh Trang Lê nói max không có bán lẻ, mình sẽ bán set. Một set như vậy là 269 ngàn mọi người ạ. 269 ngàn thay vì mọi người mua bên ngoài cũng gần 300 ngàn, thì ba cái mặt nạ sẽ là 269 ngàn. Rồi ba cái. Mình còn 3 câu hỏi nữa đúng không? Hồi nãy Ly có hỏi một cái câu là rồi mọi người đã còn trả lời câu, rồi, còn 2 câu nữa thôi. Ok, còn 2 câu nữa. Hỏi gì đây? Hỏi gì đây Ly? Hỏi gì đây? Mình sẽ hỏi gì ta? Mình hỏi nha. Thành phần collagen peptide hay là peptide là tùy mọi người đọc. Thành phần collagen peptide ở trong yong collagen là bao nhiêu? Bao nhiêu? Quá, Nguyễn ơi. Số gì ra? Con mấy con số gì ra? Bao nhiêu collagen ở trong yong collagen mọi người ạ? Alibaba. Alibaba. Bao nhiêu mọi người ơi? Thành phần collagen peptide ở trong này nè là bao nhiêu ha? 50g. Nhiều lắm mọi người, tức là cái thành phần collagen nó bổ sung cho chúng ta rất là nhiều. Mấy ký luôn hả? Wow. Ba max là 269 ngàn chứ hử? Ba max là 267 ngàn. Wow, các nhân vật mà lâu lắm rồi Ly mới thấy bạn này quay trở lại nè, đó chính là bạn Bỉ Ngạn. Bạn Di, bạn nói là 1000 gram, bạn cứ làm như đây là cân nặng của bạn không bằng. Bạn Phương Anh, 1000 mg đó, cái đơn vị mà mggggg đó trong nè, khoa học. Em thấy Bỉ Ngạn cũng trả lời luôn nè. Có Bỉ Ngạn trả lời kìa. Nhớ nha, nhớ là mọi người phải tag bạn bè của mình vào á thì nó mới đúng cái thể lệ ha. Chính xác. Nha mọi người ơi, tag bạn bè nha. Hôm nay bỏ qua cái vụ share livestream đó, để cho mọi người tag bạn bè thiệt là nhiều vào. Thả tim rồi tag bạn bè vô mọi người ơi. Đáp án của đúng chục của chúng ta sẽ là gì đây? Đó, đúng rồi, 1 kg luôn. Đó, mua cả một kho hàng về để đảm bảo cả kg luôn nha. Rồi, như vậy thì nhanh lên là gram, bây giờ phần quà thứ tư đang tìm chủ nhân rồi. Một cái chiếc ví rất là xinh xắn của Young Collagen, một cái chiếc ví mà 7 sắc cầu vồng luôn. Ồ em, nhìn xem ngoài kia 7 sắc cầu vồng. Trời ơi mọi người, uống nhân collagen vô tự nhiên biết hát luôn mọi người. Đó, nói chung là một hồi cái nó sổ ra hết mọi người ơi. Một hồi nữa là bả đi hát lô tô giờ đó. Rồi ok, mình còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Thì Ly sẽ hỏi về hỏi này đi. Hỏi cái này hả? Uống với đâu cái nào cái nào? Ở dưới. Ok, ok. Liệu trên này mỗi ngày uống mấy viên Yong collagen? Mấy viên? Mỗi ngày uống mấy viên? Nếu như mình mua một cái liệu trình một tiết này thì là mỗi ngày mấy viên? Dạ. Mấy viên, mọi người phải nhanh lên, sắp tới giờ ăn cơm rồi. Bà Thơ phải trả lời sao rồi mà bà vẫn tác bạn bè của bà vô kìa. Wow, bà Thơ ơi, bà Thơ chưa đủ cái lượng collagen peptide ở trong Yong collagen nhiều lắm để mà nó hỗ trợ chúng ta tăng sinh collagen, để mà cải thiện thâm nám, giúp cho da săn chắc hơn nữa, làm chậm lão hóa nữa. Cho nên 50mg là hơi ít đó nha. 50g, không em nó để 50g luôn chứ không phải là 50mg. 50g nửa lạng luôn. Wow, nửa ký. Nửa ký luôn. Ok, nửa ký, uống một viên vào buổi sáng nha mọi người ơi. Trời ơi, trả lời rất là đầy đủ kìa. Chứng tỏ rất là lắng nghe chị Như Nguyễn luôn á em. Wow, dễ thương quá. Dễ thương quá Thơ ơi. Nhưng mà quan trọng là ai nhanh hơn nữa nha mới nhận được quà. Và tag bạn bè nữa nha. Đúng rồi, phải vừa chia sẻ livestream tag bạn bè, và bên cạnh đó là trả lời nhanh nhất nữa thì kết quả sẽ có trên fanpage của VTV Hyundai Home Shopping. Mọi người nhớ vào fanpage của VTV Hyundai sau buổi livestream này để mà mình chờ kết quả, mình theo dõi kết quả là ai may mắn nhận được túi Yong Collagen nha. Ok, còn bây giờ đây thì mọi người ơi, mùi thức ăn thoang thoảng đâu đây, tâm hồn của chúng ta không thể trở nên được yên tĩnh, và bây giờ cũng đã là 12:04 rồi. Dùng hồi chung vang reo rắc 12 giờ, mình đi ăn cơm thôi. Đúng rồi. Cho nên là chúc mọi người sẽ nhanh tay đặt một đơn hàng cùng với VTV Hyundai Home Shopping trong ngày hôm nay nha. Nếu rảnh thì nhớ mở TV hai kênh VTV Cup 13 và SCTV 10 để xem các chương trình Home Shopping mà VTV Hyundai thực hiện nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.